Thưa quý vị, thời gian qua, Đảng ủy các khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp, không chỉ xác định đây là nhiệm vụ quan trọng mà còn là một yêu cầu khách quan, cấp thiết. Đây là lễ công bố quyết định thành lập chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Havi Phạm Âu Châu, vừa được Ban Thường vụ Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, vật tư y tế, có địa chỉ tại 31 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Havi Phạm Châu Âu có 14 cán bộ công nhân viên chức, trong đó có 5 đảng viên. Hôm nay là thành lập ra cái chi bộ cơ sở. Đây là một trong những cái điều kiện để là cho doanh nghiệp có tổ chức đảng là sẽ phát triển bền vững. Và tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì cùng với cái sự nhiệt huyết của tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ và lãnh đạo bên chi bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo của công ty và sẽ đưa ra những đường hướng và cái mục tiêu để phấn đấu để hoàn thành các cái chỉ tiêu được đưa ra và đưa công ty ngày càng phát triển bền vững. Thực hiện kết luận số 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10, Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, ra soát triển khai thành lập mới tổ chức đảng, phát triển đảng viên và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp. Đến nay, Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có 113 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với hơn 3.500 đảng viên. Ngay từ đầu năm 2021, thì Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành cái nghị quyết về cái việc thành lập cái tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước. Thì qua 6 tháng đầu năm thì Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã xem xét và thành lập được 2 tổ chức đảng. Thì trong thời gian tiếp đến thì với phương châm vận động thuyết phục tuyên truyền, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực vận động các chủ doanh nghiệp, những cái trong khu nghệ cao, các khu nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để đủ điều kiện và thành lập cái tổ chức đảng. Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp cho biết, quán triệt quan điểm của đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy cơ sở, lãnh đạo doanh nghiệp đối với công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân, gắn công tác vận động thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể với việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh, thành lập mới các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp FDI.